còn được hai bộ này anh em ơi, bữa giờ soạn không có lâu bu quá, không có soạn hết được hai bộ này, còn dây go nè đầy đủ hết luôn nè. Rồi còn hai bộ này em bán 100 ngàn đó, bán đại cho anh chị 100 ngàn đi không, chứ ở ngoài nó bán 100 ngàn bộ anh chị, bán rẻ rồi hai bộ 100 ngàn. Rồi cái đống này ai mua cái đống này, nhưng mà cái này là nó hư đạn, em thấy hư đạn hư nhau nha anh chị, về lấy cái vỏ em bán hết cái đống này với cái tùm này nè, tùm này anh chị mua mấy chục ngàn cái á, bán hết đống này 200 ngàn thôi. Nó anh chị nhớ chụp màn hình lại em ha. Rồi cái này 100 nó là 300 ha. Rồi 300 nhớ chụp màn hình lại em ha, cái thao đó lấy cái thao lại nha anh chị nhớ. Rồi ai mua cục này bán cục này 100 ngàn luôn nè, 100 ngàn thôi, cái này còn xài được anh chị, tại em gỡ ra đó. Đó rồi 100 ngàn đó, đó căng nhôm không hơn 100 ngàn anh chị ơi, bán lại cho anh chị dục ngoài đi. Rồi nhiêu đó nha. Rồi mấy cái khung nè bữa giờ còn được mới nè. Rồi anh chị nào mua em bán 50 ngàn một cái, mà bán 4 cái mới bán anh chị mấy khung đó. Đó cái nào dính bình xăng thì em cho theo bình xăng luôn, còn ai mua cái vàng đánh rảnh thì nói em bán, còn mua để nó em chế rồi tiếp ha. Rồi nhớ nha, hết rồi còn nhiêu đó, còn ta lái nhiều lắm mà em lô bố không rảnh soạn chưa đó. À đây nè, đây còn này nè, nguyên cái bình Iwata xịn luôn nha anh chị, bình này nó là bình hoa tiễn gì đó, khoan nhé đừng xịt lên nè, nó đóng bụi thôi anh chị. Iwata nè, nhìn này cho dễ không, em bao là cái máy này nó nổ, nó chạy im du không nghe tiếng động nha, tại vì anh chị biết sao không? Cái motor của nó motor một ngựa, em lấy em gắn vô cái máy gửi xe đặng đó em vô coi. Bây giờ anh chị có mua sớm nghe chứ trễ không được đâu, cái đó để trong đó để anh chưa soạn được nha. Rồi ai mua cái motor này bán luôn, bơm nước đang ổn ta, đang ổn anh chị. Motor này nó nén, nó có bầu nén nè, cái coi em gỡ cái mất tiêu à. Sao ta em không hiểu này ta, hút cái này còn này là cái gì ai dặn ra nó mất tiêu à, à chạy nó rớt xuống nào không hay luôn trời, được không? Rồi lỡ rồi mua này em bán 7 xị rồi, điện 220 nha anh chị, cái này mới tin để bụi anh chị ơi. Nè cái motor này của cái máy máy bơm hơi bển á, rồi cái máy bơm hơi chạy rồi, em lại em tắt máy bơm hơi cho anh chị kẹt tiền quá bán luôn, chứ cái máy bơm hơi đó uổng lắm anh chị. Em bán cái bình đó 2 triệu thôi, chứ anh chị mà đi mua cái bình đó với cái motor là phải từ giá 6 triệu hay 5 triệu gì đó. Cái bình này em bao anh chị là bình đẹp ok nha, gỡ ra đẹp mới tin luôn, bình yêu với ta nè đó, đầu yêu tay cái bình nè đầy đủ chứ, gắn motor vô là xài thôi anh chị đó. Rồi chẳng hay liên hệ em ha, thôi em chào.